Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ, đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thân tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đưa cả nhà mình đi vào rừng nha cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào đây để tiếp tục tìm kiếm xem là ngày hôm nay ở tại ngay khu rừng này chúng ta có đủ duyên được với vị vong nào hay không, để mình sẽ cúng kiến cho họ dùng, rồi sau đó thì mình sẽ đưa cho họ đi về chùa để giúp họ được tu hiền tu lành, để sớm ngày họ có thể được đầu thai chuyển kiếp, cũng như để bớt đi cái nỗi khổ cực do phải vất vưởng lang thang ở khắp nơi để tìm cái ăn cái uống. Thì lúc nãy khi mới bước tới khu rừng này thì Lê Trung cũng thấy trong đây cũng có tích tụ lại một cái luồng quán khí, nó cũng khá là cao, khá là dày đặc đây. Không biết là tại đây là có cái vấn đề gì, cũng như là có vị vong nào đang trú ẩn tại đây hay không đó, và có cái câu chuyện đời nó như thế nào mà lại khiến cho họ phải tích tụ nhiều quán khí đến như vậy. Nói chung đa phần thì những cái vong hồn mà đang vất vưởng trên cái cõi ta bà này đó, thì cũng chỉ là thứ nhất là họ trả nghiệp, thứ hai nữa thì họ oán hận thôi. Cho nên là chúng ta giúp họ sớm bước hơn về chùa để tu hành được lúc nào thì họ sẽ bớt khổ đi lúc ấy. Khu rừng này nó cũng khá là rậm rạp đấy nè. Dạ không gì trời. Dạ. Quá trời ba con kiến gì đâu, nó mù dữ. Cái gì trời? Con quỷ nam nó dê quỷ nữ gì vậy? Còn về đặc thả mồi dê nữa chứ.
Thôi, ê, trời ơi, kinh tởm nè. Con gái nhà ai mà đẹp vậy? Quỳ sư, ngay người ta dễ, cái gì mà vuốt ve hoài, người ta chịu mình sao? Thôi đi qua chỗ khác đi. Ủa đây có ai đâu? Có. Ôi, có tôi. Ủa có ai vậy? Ai biết? Ủa? Hả? À, chắc là vô đây trú ngủ chứ gì. Bạn mình hả? Không biết. Bạn em hả? Đâu phải bạn của tôi đâu. Ông nói tầm bậy tầm bạ. Bạn tôi đâu có. Tôi đâu có bạn mà tôi đâu có chơi với ai. Trời ơi, chắc nó cũng dòng ma dòng quỷ chứ mà. Ê. Cái gì? Tính là cua ma của tao hả? Cua đồ cố. Chứ tôi lại làm gì? Lại đây coi đang làm gì nè. Đang cua ghệ. Đang cua ghệ hả? Tôi nói rồi, tôi không phải ghệ ông nha. Ông sao ông mà ông cứ diện cớ này kia là tôi là ghệ ông vậy đó. Tôi không chịu mà. Thôi. Ê, đừng có vuốt ngoài. Nam nữ tội thọ bất thân. Ôi, con cái nhà đẹp dữ. Trời ơi trời. Chịu anh. Thôi, không chịu không. Dê lố dữ ba, người ta không chịu mà làm dê hoài trời. Đúng rồi đó. Gái lứa người ta không chịu mà. Công nhận á, dê gì mà dê sòm ghê luôn á. Vậy đó hả? Dê này chắc dê cũ gì, dê này chắc dê cũ, dê 75. Dê 75. Nguyên cái khu rừng này có anh em có thấy ai không? Có mình anh à, thôi chịu anh đi. Trời. Thôi. Hồi thiếu gì. Tại tôi không chịu thôi chứ. Mày đặt ở đâu mà tới đây thấy tôi trú ngụ trên cái cây này, cái mày đặt tới đây mà đặt thả màu dê thả câu hả? Tôi theo mấy ngày nay rồi đó. Thôi, tôi nói rồi. Đi lẹ quá, tôi theo không kịp, tôi cà thọt tôi không chịu đâu. Ê, nói chuyện được rồi, đừng có hành động tay chân. Tôi thấy mấy tay chân là tôi không khoái nữa nha. Nói chuyện được rồi. Tôi đi chỗ khác rồi, tôi nói rồi đó. Sao? Làm cái gì mà thấy mấy vậy ơi? Hả? Con cái. Ấy trời ơi trời, sao mà vuốt ve hoài vậy? Nó chịu mà, không chịu đâu. Trời trời, gì mà vuốt lía chàng bà. Kỳ thiệt chứ. Ôi. Ông bạn làm ơn dẫn đi ông đi chứ để đây ông về tôi hoài, tôi không có thời gian tôi đi kiếm cái gì ăn hết trơn. Đi theo anh đi hoài khác nói chuyện ở đây có cha nào phá quá. Thôi. Đây. Phá đâu phá, đang ngồi coi nè, đang coi dê sao đây mà ai. Theo anh qua bên kia anh có này nói cho nghe. Trời ơi, tôi biết miệng lưỡi đàn ông hết trơn à. Chứ bộ chứ tôi bệnh nói nghe đè rồi cái đè lụm tôi luôn á. Tôi đâu có ngu. Trời ơi, đẹp chứ không có ngu đâu. Ở bên kia anh có đồ ăn. Thôi, tôi không tin tưởng ai hết trơn á. Mấy ngày trước anh đi kiếm, đi dành được chúng ta. Quê, anh trai ơi. Anh trai, nói nghe nè anh trai. Mình làm vong linh rồi thôi, mình bớt dê đi anh trai. Chứ mình dê chứ hoài anh trai. Phải rồi đó. Làm vong linh lo đi tu. Lo đi tu, đi hành vậy đi. Mà sao anh trai, dê gì, dê lộ quá anh trai. Vô đây có cái mai đẹp nhất khu rừng này. Không dê nó, dê ai vậy? Trời ơi. Người ta đẹp thì kệ người ta đi, mắc mới gì anh trai dê, mình cũng đàn ông nè, mình dê cho nó hợp lý xíu, dê gì lộ quá. Thích dê vậy đó. Có tôi ngồi đây mà anh trai dê lộ quá anh trai. Trời ơi, vuốt đùi nữa, trời ơi, thấy gớm quá cha ơi. Tôi kiếm đồ ăn về đây cho tôi ăn một hai lần, tôi tính kiếm đồ. Còn cái này ha, đi tới đây á, em mồng khinh à, mà bày đặt cái là dê nữa. Mồng khinh là gì? Là mình không á. Trời Phật, không đặt, bày đặt nó lái nữa. Qua thì cái bên kia có anh có lẻ đồ ăn. Thôi. Anh chưa phần cho em. Làm như vũ tôi á. Tôi nghe lời. Phải đem đồ sao mà không đem tới đây trước mặt tôi đi. Mà tự nhiên người rủ tôi qua bển. Cái chiêu này là tôi thấy quen lắm nè. Tôi thấy mấy ông thanh niên hay xài nè. Với bộ vụ người ta đi lại chỗ này chỗ kia. Cái dắt vô trong lùm luôn chứ đâu. Phải không? Đó, chơi chiêu đó gì? Trời ơi, tôi không có dễ vụ đâu nha. Ê. Đó giờ dụ được mấy bà ma rồi mà sao thấy kiểu điêu luyện vậy? Chưa có dụ được bà ma nào, có gặp bà ma là đẹp nhất cái nè. Thấy hả? Mà dụ cũng chưa được nè. Chưa được luôn. Ê ông bạn. Hả? Sao? Bây giờ ông là ai vậy? Tôi hả? Thì tôi là tôi chứ là ai? Ông tới đây làm gì vậy? Tôi đến đây tìm ma, tìm vong rồi đó. Tôi là với con ma nữ này nè. Tôi là ma què. Què hả? Thầy ông có gì? Ông có gì ăn không? Chị? Tôi mượn thôi. Mượn làm gì á? Mượn cái
cho nhỏ ghẹ thử ăn. Trời Phật ơi, người ta chưa có chịu nữa mà ghẹ kêu nghe ghẹ ngọt sớt kìa ba. Chịu mấy em. Thôi. Trời ơi, đồ ăn mà đi mượn. Trời ơi, chơi kì. Đồ ăn mà đi mượn. Có giỏi thì đi kiếm đồ ăn về đây cho tôi ăn đi. Rồi, tôi còn suy nghĩ lại mặt mai. Trời ơi, đi không có kiếm được đi ăn. Cô ghệ đi cô gái mà đi mượn đồ ăn. Trời ơi, đi cô gái mà đi mượn đồ ăn ba. Thằng tôi đi đứng cực khổ lắm. Bây giờ vậy em ở đây hả? Trời ơi, khổ quá mà. Tính ra nãy giờ ông lời ghê luôn á ông quỷ. Anh đi qua cái lồng bên kia lấy đồ ăn qua. Tính ra nãy giờ Sao mà vuốt người ta hoài vậy? Tính ra là ông lời lời lúc luôn rồi còn gì nữa. Đợi anh chút xíu. Thôi, không có đợi gì hết trơn á. Thôi đi tránh ra đi để cho tôi đi kiếm đồ ăn coi. Em ngồi đi. Phụ nữ ngồi đi, anh đi qua cái lùm anh lấy đồ ăn qua cho. Thôi, tình không nổi. Ngồi đó đi, đợi anh xíu. Có lắm. Có. Thôi khỏi đi. Để tôi cho mượn nè, đi chi cho nó xa cho nó cực gặp cái thân vậy đâu đi nữa. Ê nó nghe nè. Không mấy mình đi về chùa đi, tu đi chứ ở đây dê gái thấy lộ liễu quá, thấy kỳ quá. Không, tôi bây giờ ông cứ ngồi đó đi. Chuyện ghê gì cũng về, tôi có đồ ăn thiệt để tôi lấy đồ ăn. Thôi khỏi đi. Ở đây là mình gặp nhau đây rồi mình nói chuyện luôn đi chứ. Chứ làm sao tôi lấy lòng được nè. Bây giờ người ta có chuyện ông đâu lấy. Ê nó nghe này còn không thấy giờ ông đưa bả đi về chùa tu đi, đừng cho giúp cho bả đầu thai, biết đâu kiếp sau bả chịu ông sao. Đúng không? Bây giờ mình dê là mình phải dê sâu xa, mình dê là mình phải dê tính tới tương lai luôn, đúng không? Bây giờ ông ở đây ông dê cũng chả được gì chứ, bả là ma rồi thì trước sau giờ bả cũng phải đi tu được mà bả đi đầu thai. Bây giờ là mình lo tới tương lai nè, mình dẫn bả đi về chùa cho bả tu. Phải không? Mình giúp cho bà được có cái phước đức cao để bà đầu thai sớm. Đó, mình giúp bà vậy đó mới ngon, rồi qua kiếp sau á, bà mới ưa mình, bà mới chịu. Mình khỏi dây lộ nữa, bà thấy mình là bà lụm luôn à. Tôi giúp không được, ông giúp được không? Thì được, thì tôi đã nói tôi giúp cho đi về chùa rồi, ông khuyên bà đi. Khuyên bà đi về chùa tu đi. Trời, nghe nói vậy gà chứ ba. Có cái ông này ông nói ông giúp cho hai đứa mình về chùa về núi về chùa. Tôi không biết đâu, tôi không mang tới đâu, tôi có biết chùa núi là ở đâu đâu ông mà đi. Có mang đồ ăn tới nữa kìa. Ủa, ông mang đồ ăn thì kệ ông đi. Ừ. Còn tôi đói thì tôi đi kiếm đồ ăn rồi kệ tôi. Khỏi kiếm đi. Sao mà khỏi kiếm mà lấy gì ăn? Để tôi cho ăn đi rồi đi về chùa. Có người ta tới chỗ người ta giúp luôn rồi đi kiếm chi nữa. Ừ. Cho ăn hả? Ừ. Thiệt hay chơi hả? Thiệt. Cho, hả? Ừ, cho ăn rồi cái xong đi về chùa tu đi, để ông đưa cho gì đó ông giúp cho tu hành đồ rồi hai người mốt đầu thai lại là, làm người chứ bây giờ. Ủa, phải đi về chùa nữa hả? Thì về chùa tu mới được chứ, ở ngoài rừng rú này sao tu hành gì được, có ai chỉ dẫn gì đâu tu hành. Phải rồi, đúng rồi á. Lang thang nhất chủ trong rừng này, không có làm ăn được cái gì hết trơn á, tối còn đi kiếm được ăn còn không có nữa. Ừ ha, giờ đi về chùa ha. Thấy cũng có lý đó chứ. Vậy em xuống nè. Đi qua đây anh bàn công chuyện cái thôi. Chuyện gì nữa trời? Rồi mình trả lại đây, mình dùng đồ cúng của ông này. Rồi, chuyện gì? Rồi mình tính sao? Thôi, ông đừng có dụ người ta đi ra mà kia rồi. Con gái lứa người ta mà ông vợ rủ đi vô lùm với bụi không hả ba? Chơi vậy ai chơi, chơi vậy ai chơi lợi? Thanh thiên bạch nhật nè. Ba mặt một nồi nè, có gì thì nói đi. Chứ rủ vô lùm gì trời. Đi nữa trời. Gì có ở đây có ông này sao làm ăn gì được. Thôi. Trời ơi giờ lo ăn uống rồi về chùa tu đi ông nội, tính làm ăn gì nữa. Nghe cái câu làm ăn là tôi nghi lắm. Đẹp nghi lắm nè. Đẹp như tiên nhưng tôi chịu không nổi ông ơi. Thôi bớt đi, bớt châm tặc thì má. Ôi trời, sao mà vú hoài vậy? Tôi thấy má nãy giờ tôi còn nổi da gà, tôi là đàn ông mà tôi còn thấy được nổi da gà đấy chứ mấy chị phụ nữ. Thôi. Trời ơi, dê gì mà lộ lúc luôn. Ông nói là ông giúp cho tôi được đi vậy đó. Ừ, hả? Ừ. Cho tôi hả? Ừ. Vậy cho tôi ăn đi. Vậy là giờ tôi bày ra, tôi cúng cho hai người ăn xong tôi đưa về chùa nha. Được. Ông già dê chịu không? Miễn mà đi đâu có em yêu tôi hay là tôi đi. Vậy đó hả? Có em yêu đi là đi à? Đi đâu
cái cuối trời cũng biển gì cũng đi hết á. Ủa tôi nhớ tôi đâu có cái đuôi đâu ta. Mà sao mà? Đâu cái này đâu phải cái đuôi. Sao? Cái đầu mọt mà. Cái gì vậy? Tôi đi đâu cũng đi theo tôi làm sao? Ủa không tôi sao đâu có mắc nợ không đâu mà sao? Thôi giờ. Thôi cho ông đi luôn đi, về đó ông tu hành rồi nhiều khi ông hả? Chịu nổi, ông tu gì? Về đó ông về tôi sao tôi chịu nổi? Ở đây có người đây mà ông còn về cỡ đó rồi không có người ông còn về tôi cỡ nào nữa? Đâu có, về đó nhiều người lắm. Đông lắm. Gì? Đông lắm. Đâu nhiều. Tại vì ở đó vong linh nhiều quỷ nhiều lắm, tại vì cái chỗ tôi đưa về là chỗ để dành cho vong linh đồ ma quỷ đồ tu hành mà. Ủa, nhiều lắm hả? Ừ, tại về đó nhiều khi á là ông về quá còn bị la nữa. Mà tôi nói ông nè, ông về chùa là ông không được về chùa là ông phải tĩnh tâm tu hành đâu, đừng đi đầu thai nữa chứ không có dê bậy nghe ông nội. Đúng rồi đó, cái chỗ linh thiêng mà dê là ông tới về đó mà là dê ẩu dê tả là bị phạt đó. Có thì chưa, người ta bỏ cái tật dê đó đi. Ừ. Người ta nói chuyện thì người ta nói nghiêm túc đàng hoàng, nói chuyện gì mà dê lộ thì chứ nói chuyện cái gì thấy sờ mớ bướp bướp à. Trời ơi. Cha tao nói chuyện mà cha tao vơ tay múa chân. Được. Còn cái này á, gì mà hành động, gì hành động gì ba. Ít ăn ít nấu. Cha nói chuyện mà cha vơ tay múa chân gì liếu cho người cha. Sử dụng tay chân. Trời ơi. Tính ra là tôi lỗ chứ hồi nãy giờ cứ vuốt tôi ai. Nữa. Ông nội ơi, tôi còn đây nè ba ơi. Dê vừa thôi ông làm lộ quá, nhìn nó ghê quá ông nội. Là mắc mặt đàn ông người ta hết trơn. Dê cũng phải vừa thôi đâu. Tôi đâu có còn là đàn ông nữa mà tôi sợ. Tôi ma rồi. Ma rồi hả? Chứ không còn đàn ông nữa hả? Không biết mắc cỡ nữa. Nhưng mà ma cũng ma nam vậy, cũng ma đàn ông vậy. Chứ đâu phải ma bê đê đâu mà không còn đàn ông nội. Cũng lẹ lẹ đi, con gẹ tụi nó đói lắm kìa. Đâu sao không thấy đâu ăn chịu không nổi nhiều miếng. Nhớ là cái hộp quẹt của tôi nằm đâu không biết nữa, nãy giờ không có trình lấy cái hộp quẹt của tôi không nổi. Tưởng đâu trình lấy hộp quẹt tôi chứ. Rồi ổng vô đây, từ lúc ổng vô đây tới giờ là ổng theo ổng về bài vậy đó hả? Về này mấy ngày rồi chịu không nổi. Trời ơi. Đi tới đâu ổng cũng đi theo tôi hết trơn. Cái này đúng thuộc về dây chúa rồi. Thì quen cái khu rừng này nè, tôi có gặp được mình em là đẹp nhất trong cái khu rừng này đó. Vậy đó. Rồi tôi không dê em, dê ai bây giờ. Thôi giờ ông ở đây đi, tôi đi khu rừng khác nữa. Thấy ông dê quá sao tôi chịu nổi. Cho ông theo với. Thấy ông chi. Thôi nè, bây giờ để tôi cúng kiến cái ăn uống gì đi, để tôi giúp cho về chùa nè. Ông nội này bớt dê lại đi cha. Tự gư dê gì mà dê dữ thần chứ trời. Dê ít ít thôi. Hả? Bớt lại một xíu đi, mình tém vô một xíu đi. Sao? Đúng rồi đó. Người ta nói đúng đó, thấy chưa? Ừ. Vậy mà không biết rút kinh nghiệm gì hết trơn à. Ta tém lại một xíu đi đâu mà lộ liễu dữ trời. Ha. Được không? Ông cúng đi, gậy. Ừ. Gậy tôi nó đói lắm rồi kìa. Gậy đói lắm hả? Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thọ Thân Thọ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các phong linh đang rất khác lạnh lẽo vất vưởng trên cõi ta bà. Thì con cũng mong các ngài có hoan hỷ cho hai vị phong linh này nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ, đỡ được lạnh lẽo. Nam mô rồi. Rồi đấy nè, hai người dùng đi, hai dòng dùng đi rồi. Ấy thì tí tôi vô tôi đưa cho về chùa tu đi. Ha. Ừ vậy có mùi gì đấy, tôi ăn xúc đỉnh rồi, tôi đói quá. Ừ. Em yêu. Cái gì mà yêu, xuống, có xuống nhận đi. Lời yêu đâu. Xuống được không, làm xuống. Thôi, để tôi tự xuống được. Ôi, trời ơi, đồ ăn nhiều, nhiều nóng lạnh luôn kìa. Cành vàng lá ngọc mà đừng đi nhất cái giò. Ây, trời ơi, ngon quá. Phải chi á, mà ông đe kiếm đồ ăn tới đây không cho tôi ăn. Rồi ông nói nè, đồ ăn nè, em ăn đi. Hay gì á, không ngơ. Anh có để
Tôi đói hả? Quá trời tôi đói luôn. Anh có đồ ăn anh mới kiếm được mấy ngày trước nè, mà anh không có dám ăn, để dành cho em bên bụi lụm kia kìa. Thôi bây giờ về dám để tới giờ chắc nó thiêu nó ôi luôn. Có, rồi có cái này thì em ăn cái này đi, rồi chút xíu anh dẫn vào bên bụi lụm kia rồi anh cho em hết luôn. Thôi tôi nghi lắm, có gì đem qua đây đi, chỗ ở của tôi đây nè. Rồi bên kia thì kêu tôi qua bển, có gì thì rồi tấn tôi vô cái cù đó rồi sao tôi chạy thoát được. Không có đâu, anh tính vậy đó mà chưa làm được. Không, tôi không có đi đâu hết trơn á, giờ để tôi hưởng cái này, tôi ăn cái này có đây rồi tôi ăn à. Thôi vậy em yêu ăn đi, anh nhìn ngắm em rồi anh no rồi anh khỏi hả, anh hưởng miếng khói nhang cũng được. Rồi không ăn rồi đói làm sao? Ngắm. Ăn miếng đi, bánh trái nhóc nè. Giống em mà no rồi. Tàu đâu ra đẹp dữ trời. Sắc nước hương trời ha. Tính ra tôi đẹp mà tôi cũng khổ thiệt chứ. Nghiêng thùng à. Chai mà nó đeo dai dẳng vậy là biết về đó tôi xấu quắc luôn đi. Số tôi nó khổ mà, coi như đẹp mới khổ. Tới tới con ma như tôi mà còn thích đây mà chắc hồi mà còn làm cái người chắc đẹp người đẹp nết lắm tao công nhận, nhìn xong cũng no khỏi ăn. Ôi ôi con cái nhà gì trời đẹp đẹp gì mà đẹp lạ đẹp lùng. Trời ơi ăn mà cũng được yên nữa. Đẹp thôi à, ông ơi im cho tôi ăn cái coi ông nói chuyện hoài vậy. Đẹp như con ma luôn trời. Biết là tôi chịu không nổi luôn á. Ở đâu mà sống tới đây làm chi không biết nữa. Hồi nào giờ ở chỗ nào thì ở chỗ đấy đi. Không đi tới đây làm chi gặp tôi cái quấy rối tôi hoài. Anh ở bên cái lùm bên kia kẻ à. Tại sao không ở bển đi mà đi qua đây? Thấy có cái chớp. Chớp chớp đèn đèn. Tại sao mà qua cái gặp em cho ôi gặp người đẹp luôn mà sao mà đi nổi. Mấy bữa trước là đi kiếm đồ ăn gì sẵn hết trơn rồi đó. Ôi đẹp cái... xấu gì ông ơi, có ăn được uống gì được gì đâu. Bây giờ nó đói khát không lo. Nè, tôi chừa cho ông nửa cơm đó ông ăn đi, bánh trái đâu nè. Tôi không bánh nè. Ông ăn đi. Tôi ngắm này mà tôi cũng no rồi. Trời ơi, tôi đâu phải là đồ ăn. Tôi là một cái dòng ma mà tôi đâu phải đồ ăn đâu mà no. Nè, em là cái dòng ma mà em đẹp quá, nhìn cái no. Nhìn cái nó phê. Đừng có nói nhìn lại nút nước miếng cái no à. Nhìn cái nó no là nó no mắt. Ôi ôi. Em ở đâu em tới đây vậy em? Ở chỗ khác tới chứ đâu, hỏi lạ thiệt chứ. Thì sao không đi tới chỗ khác mà đi lợi ngay chỗ này để cho anh gặp em đi. Người ta đi kiếm chỗ nào thì yên thì ta ở chứ. Xong chưa? Chưa. No chưa? Chưa. Đi qua cái lùm cây của anh bạn chuyện chút xíu à. Thôi, tôi cũng đi đâu. Vũ tôi á. Vũ đâu mà vũ? Tôi đâu có khờ, tôi đâu có ngu. Tôi còn tỉnh táo mà. Tính húp tôi hả? Dễ gì tôi không cho đâu. Bên tôi có đồ ăn nè. Ôi, đồ ăn cái gì mà đồ ăn? Ở bên kia gió mát chân thanh lắm, mình ngồi mình tâm sự chút xíu thôi. Thôi ơi. Cái câu này tôi nghe quen lắm. Hồi đó ông chủ tôi á, tôi ở với ông chủ tôi á, ông chủ tôi cũng nói gì chang ông vậy đó. Bởi vậy á, ông chủ tôi á nói ghét mà ông lụm tôi luôn. Thôi, giờ á tôi tởn rồi. Ủa. Vậy bị ông chủ lụm rồi hả? Chứ gì nữa. Ông cũng nói ông cũng cua nói chuyện y chang ông vậy đó. Ừ, vậy là em là không phải là ma trinh nữ rồi. Vì là ma này không có phục kinh rồi. Người ta còn hay không thì kệ người ta đi. Ôi gì kỳ vậy? Kỳ gì kỳ? Tôi tưởng nó là còn chinh. Mà còn chinh không còn chinh gì mà cũng còn đẹp quá. Điện chủ lụm luôn hả?
thôi, tôi không nói đâu. Nói ra nhọc nhã thêm nữa chứ làm gì. Ông chủ lụm em kiểu sao? Bây giờ có thể đi qua cái bụi lụm mà chỉ là anh cái kiểu một chủ lụm như vậy, được không? Tao ba ơi, ba. Ba tào lao nữa rồi đó. Tao kêu lụm làm sao là chỉ cho Trang lụm vậy hả? Ừ. Trời ơi. Đâu có mà dễ ăn. Trời ơi, tính gù 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 tôi có bệnh đừng giết tôi chứ gì. Ông chủ không làm, ông làm sao? Chỉ anh coi. Tôi không biết. Không còn nhớ luôn hả? Không nhớ. Trời ơi, lúc đó chắc là phê quá rồi. Không nhớ luôn hả? Phê hay không á thì của tôi chứ đâu phải của ông đâu, mà sao ông giống như là công an gì điều tra hoài á cha. Nhưng mà ông chủ của em làm sao? Mà làm sao mà lụm được em? Ủa sao ông không đi hỏi ông đi? Ông lụm tôi mà ông biết chứ tôi đâu có biết đâu. Bây giờ em còn nhớ cái cách đó không? Không. Không nhớ. Làm sao mới hỏi làm sao? Thì cũng như ông vậy đó, dụ tôi đi qua trên chỗ đó rồi trăng thanh gió mát rồi vậy đó. Nhưng mà lúc sống tới giờ anh chưa có dụ được ai chứ. Sao không dụ? Mà chưa có biết là nói chung là chưa có thấy được cái củ quý của người phụ nữ mà người á, nhưng mà cái củ quý của ma giống như em chắc nó đẹp hơn nữa. Trời ơi trời, thôi tôi sợ ông luôn rồi đó. Cái củ quý anh cũng muốn thấy được cái củ quý của cái người phụ nữ lắm. Không, không cho đâu, dễ gì. Nhưng mà trời ơi, nhưng mà lúc còn sống tới giờ tới chết thành ma luôn mà chưa có thấy được. Bởi vì mấy trời ơi, của em chắc thôi tôi phải ngồi xa ông ra mới được. Ông ngồi ông vuốt ve tôi hoài tôi chịu không nổi đâu. Chắc đẹp lắm nè, chắc to lắm nè. Bởi vì ông chủ ông mới phái nè. Thôi không, đó là của tôi. Không có liên quan gì tới ông đâu. Em tên gì em? Tối gì chi, tôi không cho nó biết tên đâu. Bây giờ không cho biết tên cũng được nữa. Không có sao chứ. Ê, nghe nè. Giờ anh có một cái yêu cầu nè. Tức yêu... lắm rồi. Yêu cầu gì? Yêu cầu mà anh thấy được cái là anh chết thêm một kiếp nữa anh cũng chịu. Thôi, trời ơi, khôn quá ha. Chứ chết rồi mà kêu chết kiếp nữa. Nó tức. Sao rồi, ăn uống gì no chưa? Trời ơi, nãy giờ tôi ăn mà cũng no nhưng mà không có được ngon. Sao hả? Ông về hoài luôn vậy. Trời ơi, nổi ghê đó, kêu tém tém lại xíu đi cha, về hoài cha. Dê gì rồi? Để cho người ta dê có gì đâu, ông dành hết trơn, bao nhiêu cái dê ông dứt hết trơn. Thì phải rồi đó, ông dành quyền của người ta hết luôn rồi. Ta là dê vừa thôi, con gái nó còn mê chứ còn ông mà dê lộ quá, con gái nó càng ngày nó càng ghét thêm nội ơi. Đừng nói chi mà bà này người ta dù gì người ta cũng đứng tuổi rồi, người ta cũng chín chắn hơn, ông làm như non tơ lắm vậy, ông thả mồi lộ quá. Tôi tức. Tức gì? Tôi phải làm sao mà tôi thấy được cái củ quý của cái người phụ nữ. Ký ông bây giờ của người ta đâu thấy gì ông nội? Thì đúng rồi đó. Ừ. Thì như vậy đó. Tôi thấy ông hơi tào lao rồi đó. Tôi muốn thấy cái đó lắm, bởi vì tôi mới chết nè. Thành ma nè, mà tới giờ thành ma rồi mà chưa thấy được cái đó thì sao? Thôi, bậy quá. Trời, cái đó là cái quý giá, cái nhàn vàng của người phụ nữ người ta, ai để cho ông không cũng thấy. Thì bởi vì tôi mới thích thấy được cái đó để một lần, ao ước trong đời tôi là thấy một lần một hả? Trời, của vợ ông đâu? Có vợ, có cái gì đâu mà thấy. Ủa, không có vợ luôn hả? Đó chưa vợ hả? Bây giờ ông giúp tôi. Giúp gì nó ba? Giúp tôi thấy được cái đó một cái đi. Thôi, tào lao. Sao giúp được? Chứ cái em ma này, em biết kỹ quá. Ê. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Qua bên kia rồi. Cho là nghĩ một cái. Trời ơi. Tôi không ngờ luôn á. Làm gì mà dữ tợn thiệt chứ. Về dữ hả? Nó nghe nè, tém vô đi ba. Một hồi nữa là ông bị bảo quýnh là tôi không có can nữa đó. Ừ đúng rồi đó, tôi mà tức lên là tôi bữa ông đó, tôi ra nói dồi đó nha. Ông có thả dê hoài. Vậy à, ông có cách nào giúp tôi không? Thôi bây giờ muốn nhìn thấy phải không? Bây giờ đi về chùa tu đi.
rồi đi đầu thai lại làm người, rồi có vợ đó là muốn thấy gì đó thấy. Chớ trời cái gì, phụ đúng nữ rồi đó. Phụ nữ hôm nay của người ta mà ai cho ông khơi vậy? Ông phải sở hữu. Cái gì cũng vậy ông cũng phải sở hữu rồi ông mới muốn cái gì đó, không muốn chứ còn này ông không sở hữu được muốn đâu ra. Mà tôi cũng làm gì tôi giúp được ông đâu. Bộ ông không phải là ông là cái gì? Ông phải ông phải, suối. Phải thần thánh gì không hay là ai mà sao mà biết hai ông ma tôi ở đây vậy? Có biết đâu. Đi đại vô gặp thôi chứ có biết đâu. Vậy hả? Ừ, tôi không phải thần thánh thì tôi người dương bình thường. Ông nói sao? Ông nói phải mình phải sở hữu mình mới được quyền tự do hả? Chứ sao nữa, cái gì cũng vậy chứ gì, mình phải sở hữu mình mới được quyền chứ còn mình không sở hữu mình lấy tầm bậy là cái gì, cái đó người ta kêu gì trộm cắp đó. Ủa không phải, phải không ta? Nhìn trộm thôi chứ. Giờ để vậy đi ông, tôi nghe ông nói tôi khoái quá. Bây giờ để tôi kể cái sao tôi chết cho ông nghe đi, ông giúp tôi ha. Rồi, sao chết? Tôi hồi đó tôi ở quê, tôi ở Tiền Giang á. Thì cha mẹ sinh ra thì nó bị què ăn giò. Què ăn giò? Rồi sao? Nhưng mà cái cuộc đời chưa có vợ con gì hết trơn. Ừ. Mơ ước được nhìn thấy cái củ quý của người phụ nữ một lần thôi. Rồi tôi cũng không có cua được ai qua lúc sơ còn sống đó. Ừ. Rồi gặp phụ nữ thì chảy nước miếng như lắm. Rồi không cua được bà nào hết. Cua được đâu, rồi tôi mới tìm cái cách mình, tôi đi nhìn cái củ quý của phụ nữ đó. Thì tôi đi vô cái vùng quê, cái vùng mà kiểu như mà ít nhà ít cửa đó. Ừ. Mà người ta chưa có cắt nhà tường đó. Ừ. Vô mấy cái nhà tắm mà nó nhà tre bằng lá bằng tranh rồi đó. Ừ. Đợi mấy bà phụ nữ tắm rồi đó. Ừ. Nhìn rình chủ yếu là nhìn cái cô quý. Trời. Nhưng mà mấy má tôi rình cũng 7-8 năm mà chưa có thấy được. Rình 7-8 năm mà chưa thấy được hả? Chưa thấy được cái tức. Ừ. Rồi rình hoài là bị cái thằng chồng của nhỏ kia nó quánh chết. Rồi cũng như là tôi đi cái xích sụi đó, rồi đi nghe cái tiếng sột sạt ngoài đó. Rồi cái người phụ nữ mà tắm ở trong nhà tắm đó. Ừ. Cũng có hiện nó biết. Ờ. Nói với thằng chồng. Ừ. Chồng ra chặn đường quánh chết. Chồng nó ra quánh tại cái nhà tắm. Chạy đâu kịp, vô cắn vậy, chạy đâu có kịp đâu. Ừ. Nó nói mày biến thái quá. Vợ tao nó nói tao rồi mấy ngày rồi, bữa nào mày cũng lại đây mày rình vợ tao tắm. Ừ. Rồi nó quánh không có chết. Ừ. Nó quánh cho què thêm một cái giò nữa. Ừ. Rồi lết về nhà. Ừ. Lết về nhà rồi chứ đâu có ai đâu, không có nhà thì còn có bà già. Ừ. Bà già cũng bị bệnh rồi. Ừ. Thân có mình thì mà tại vậy đó. Thì lết già đó nằm đó rồi không có đi bệnh viện gì đó, từ từ nó chết. Ừ. Không đi ăn uống gì được tại nó què thêm một giò nữa rồi. Ừ. từ từ ngủm luôn chết, bây giờ thành ma chết thèm luôn. Ừ, ma chết thèm. Ừ. rồi hồi đó là cua không được bà nào hết. Cua không có được, không biết sao ông cua không được. Không chắc tôi vô duyên quá, tôi bị què trệt mà tôi. Trời, hay trời, biết mình vô duyên luôn. Mà tôi thấy ông là chúa vô duyên luôn chứ không phải vô duyên nữa. Đàn bà của ta mà ông đòi coi cái đó chúng bánh ông là vừa lắm rồi. Rồi còn cô sao đây, con sao con mất? Tôi hồi đó tôi đi làm giúp việc nhà ở trên Sài Gòn á. Vậy đó hả? Rồi ông chủ cũng thấy tôi còn trẻ đẹp á. Rồi ông gọi ghẹ, ông dụ tôi. Ừ. Ông dụ tôi hoài luôn mà tôi không chịu. À. Rồi cái ổng dụ ngày này qua ngày kia vậy đó. Ừ. Rồi tôi mới xa vào lòng của ổng, tôi ở với ổng luôn. À. Tôi làm vợ ổng luôn. À. Thành cái lúc mà vợ ổng đi làm của nhà đó, hai đứa tôi lao nhau như là vợ chồng vậy đó. Ừ. Rồi sau này một thời gian dài á. Ừ. Mấy bà về á, chủ bà phát hiện ra rồi bà đập tôi. À. Đập vô ngay cú cúc tôi rồi tôi mất luôn. Trời. Rồi sao hôm đó kiếm tấm chồng nào đó cho nó đường hoàng chính chính số hơi chút xíu, sao mình đi khen vô với vợ chồng ta chi. Hồi đó gia cảnh cũng khổ tại vì ở dưới quê mà. Ừ.
Rồi tôi mới đi lên cho nó tôi làm, tại không có học hành gì hết trơn, không có bằng cấp gì đó. Rồi nó mới đi lên thì xin việc làm không được nó, rồi cái người ta mướn giúp việc nhà đó. Thì mấy cái đó thì tôi làm được. Rồi vô đó gặp nhà ông chủ ông giàu nữa. Ông gõ ghẹ, ông dùng tiền đó, ông nói ngon nói ngọt vậy đó. Rồi ông cũng cho được một ít gửi về cho ba mẹ sửa lại cái nhà. Rồi tôi thấy vậy đó, rồi tôi mới chịu ông luôn. Rồi vậy là làm cái thứ ba luôn. Phải. Tính ra hai người có cái mắt nó cũng đâu có hận thù gì đâu, mà sao tôi thấy đây tích tụ oán hận về quán khí nhà về nhiều dữ ta. Tôi có oán hận gì đâu. Tôi không có tức tối gì ai nữa. Không lẽ ở đây còn vong nào nữa không? Còn. Còn nữa hả? Ừ. Ở đi đâu rồi? Chắc cũng đi vòng vòng đi đấy chứ đâu. Đi kiếm ăn hay gì? Tôi cũng không biết nữa. Thì tôi chỉ thấy lợn giỡn đó. Cô tên gì? Tôi tên Trang. Rồi, cô mất lúc đó là cô nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mất 35 tuổi. Lúc đó có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là cô ở với cái ông chủ đó lâu không? Cũng được một năm á, mới bị phát hiện. Còn anh tên gì? Tôi tên Lành. Tên Lành hả? Tên Lành. Rồi anh mất lúc đó anh nhiêu tuổi? Tôi mất 40 tuổi. Anh nói là lúc đó anh bị què trệt vậy đó, rồi đi ghẹo gái này không ai cho hết hả? Không ai chịu thương hết. Ai đâu chịu. Không ghẹo qua được ai hết trơn, rồi mới sanh ra cái lòng đi rình. Kiểu như thèm thuồng cho quá nó, cho nó đỡ ghiền vậy đó. Trời Phật ơi. Mấy cái đó nói chung thì giờ cái đó còn phải tùy duyên số nữa, chứ mình đâu có cưỡng cầu được. Đúng không? Rồi cái sau khi mà cô bị cái bà chủ nó sát hại đó rồi cái bà chủ nó có bị làm sao không? Có chứ. Bà đã cũng đã chịu tội rồi. Cũng đã bị xử lý rồi chứ. Vậy là tính ra là cô là giấc dưỡng là phải rồi đó, tại vì cô đã trực tiếp là cô phá nát cái gia đình của người ta. Phải, cho nên tôi mới hối hận. Rồi tôi mới không đi đầu thai hoặc đi siêu thoát gì được luôn nè. Vậy là cô đang trả nghiệp rồi của cô. Còn cái ông này thì chắc là tại vì ông cũng gây thù chuốc quán ở nhiều đời kiếp trước rồi, tạo nghiệp nhiều đời rồi, cho nên kiếp này mới bị thân hình vậy. Đúng rồi, ông nói đúng rồi. Thân tôi đã không có lành lặn rồi. Nhưng mà không biết làm gì cho nó đàng hoàng. Đi rình rập, đi làm mấy chuyện tào lao ha, bị quánh què thêm giò đó. Rồi giống như tôi cũng bị trả nghiệp. Thôi giờ vậy đi, giờ là nghe lời tôi đi, bây giờ đi về chùa để tu đi ha. Về chùa tu đi rồi mình tích phước đất, rồi mình tu tâm sửa tánh mình lại, để kiếp sau là mình có cái cuộc sống nó đàng hoàng hơn, thấy cô. Tôi nghe lời ông lúc nãy ông nói đó, rồi được như vậy thì giờ tốt mình, quá kiểu như là mình làm lại cái cuộc đời cho nó đàng hoàng. Rồi có kiếp sau thì đầu thai ra một cái người cho nó lành lặn đàng hoàng. Có vợ có con đàng hoàng. Với một cái nữa tôi nói ông á, cái vấn đề gì cũng vậy á, ông đừng có làm cái kiểu vậy nữa. Ông đừng có dê bọng gì lộ liễu. Ông nghĩ là ai mà không thích phụ nữ, nhưng mà mình phải cho nó khôn khéo. Tại phụ nữ người ta thấy gì mà trổ mồi dê cái kiểu đó là mới hên, là cái bà này chưa dắt chỗ trà đập ông ấy, chứ gặp mấy bà khác bà đập chỗ trà vô đầu rồi chứ ở đó mà ông dê lộ cái đó lại vuốt kiểu đó. Gặp mấy bà khác là chưa kể đâu, chưa kể mấy bả đâu, gặp chồng của mấy bả hoặc là gặp em của mấy bả gì lục bính ông là ngẫm luôn á chứ. Đó tôi quên nói cho ông nghe chứ tôi bây giờ là què hai cái giò rồi. Bị rụng răng hết trơn rồi. Rụng răng luôn hả? Bị mấy cái bà kia cũng lợi vuốt giống nhỏ ghệ tôi nè. Trật. Rồi có tán vào tay rụng răng. Trời ơi, vậy mà còn chưa tẩn. Nó là vừa tội ông á, tại ông chí bộ. Vừa tội vậy đó. Thôi giờ để tôi giúp cho hai vị đi về chùa nha. Được đó, vậy giúp giùm tôi đi. Rồi bây giờ hai vị chắp tay lên này niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Cho anh đi theo với nha. Đi theo mà không về tôi mới cho. Thôi anh không có về nữa rồi, anh nghe lời ông này. Thôi đừng có về nữa mà. Mình á là mình muốn thương phụ nữ, mình muốn kết nối với phụ nữ, mình phải thể hiện mình là một con người cho nó đàng hoàng chính chắn. Rồi chắp tay lên đi, rồi niệm cho tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi.
Dạ rồi cả nhà, thì ngày hôm nay khi Lê Trung đưa cả nhà mình đến khu rừng này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong hữu duyên để giúp đỡ đó, thì ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến hai cái hoàn cảnh vong linh nó cũng khá là éo le. Cũng vì cái vong thứ nhất á, cũng vì cái sự ham muốn của mình về dục vọng tà dâm, nó đã dẫn đến cái việc là bị người thân của cái người phụ nữ mà anh ta đang ve vãn rồi anh ta rình đập đập chết. Còn một người phụ nữ thì cũng chỉ vì ham mê về tiền bạc, nó cũng đã sa ngã vào lòng của một cái ông chủ và trở thành một người thứ ba đã quấy rối gia đình của người ta. Cuối cùng thì lại bị người phụ nữ của người vợ của anh chồng đập chết. Thì nói chung về cái vấn đề này thì nó cũng không phải là ít, nó cũng không phải là nhiều. Thì nó cũng liên quan về cái vấn đề dục vọng tà dâm thôi. Bởi vậy thì chúng ta cái gì cũng vậy, về cái vấn đề này thì nó thuộc về cái phần nhạy cảm rồi. Chúng ta phải cố gắng tiết chế, kiềm chế lại bản thân để mà mọi việc nó không xảy ra tới mức như vậy, để mà mình sẽ trở thành một cái vong hồn vất vưởng như hai cái vong này. Khi hối hận thì cũng đã không còn kịp, đã rất là muộn màng rồi. Thôi thì đến đây Lê Trung cũng xin phép khép video lại nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.